tấu đùi đấy. Sợ. Này ăn thì tuyệt vời cả nhà. Ăn này nó giòn. Cuốn này ăn như là chất lượng. Ăn nó giòn. Mất tiếng. Đấy, ngắn ngày sáng nghe gọn ghê nhỉ. Giờ đã bước chân đều chưa. Còn rắn nó không đuổi được. Há to cái này, há to hơn cỡ. Há to hơn cỡ. Đều nó gọn gàng hơn cắt đất người thưa. Như bánh đúc. Nghe bánh đúc. Hai ông quanh đều. Hạt gì ra? Há to. Há to. Không bê cả gì lên đấy. Bê lên. Thụ nó bị rắn quá phải thụ này. Ông đang háo rồi. Cứ để cho ông làm miếng đã cho nó. Hello. Buổi sáng này Toàn đã chào tất cả đại gia đình nhá. Chúc đại gia đình một buổi sáng thật nhiều sức khỏe, tràn đầy năng lượng để đi vào những công việc chính của mình. Đấy, hôm nay mình Lê Toàn đã chia sẻ cái món Nonotica buổi sáng bình dân cả nhà. Món ăn quen thuộc. Đấy, ông hôm nay gọi hai ông họ đến với Chu Nghĩa tổng hợp với Lê Quyền. Đấy, mấy ông con thưởng thức. Để chia sẻ cho đại đình xem. Đấy, mầm bát này. Mầm bát mới sau mình đang đun kìa rồi. Nòng tí mình bỏ ra. Đấy, tí ăn tí canh thì thấy cái quả quất này, to. To mọng nước. Rất nhiều quả to đấy cả nhà. Đấy, đây là nòng non này. Non này là bà chủ bà ấy cho cái đoạn cuống nòng non ngon. Đấy cả nhà. Nó dày quịch này cơ mà. Làm cái clip chia sẻ đại đình xem. Cái này là cái cú họng này, để tí cho vào bánh tiết canh này. Đấy, bánh ngăn một tí này. Một thứ một tí cả nhà. Đấy, thêm một tí gan nữa. Đây là cái đoạn cổng này. Đấy. Đoạn cổng. Được. Còn ngon không cả nhà? Đoạn cổng này hơi bị ngon đấy, đoạn cuối lòng đấy. Đấy, mấy cái cuống nòng non này nữa. Này, ăn thoải mái không hết được cả nhà. Đây. Ở trong đây là cái thịt chân giò đấy. Bùi thịt chân giò để đánh tiết canh ăn cho nó giòn cả nhà. Đây, ăn nó giòn như thật. Đấy, thịt chân giò. Ăn là chuẩn nhất và ngon nhất. Cái thịt của nó ngon cả nhà. Là khía cái chân giò cho người ta nọc cái xương ra là người ta để cho mình cái này. Đấy cái canh. Quá chuẩn luôn. Mà nhiều bội này chắc là mình phải đánh vào cái tô hay là cái gì đấy để chia sẻ ra đại đình xem cho nó hấp dẫn cả nhà. Sôi đúng bục. Cái này là sắp chín rồi đấy. Bể nước mưa đầy rồi cả nhà. Nước mưa này mình chỉ chuyên để uống nước mới là để nấu cơm thôi. Đấy, còn nước sạch thì mình để giặt rũ mới tắm rửa. Đấy, cho nó từ này này, vừa này. Đấy. Sáng đến thời tiết rất đẹp anh ạ. Đây là cái cây đào. Cây này chú nghĩ chú ghép cho đấy cả nhà. Đấy, ghép cho này không biết cuối năm này nó có ra được hoa không. Mỗi năm nó không có hoa cả nhà. Nên là ghép chắc chắn là sẽ có hoa. Sáng đến không khí rất trong lành, bình an. Ở đây mình dồng mấy cây bụi giềng. Chỗ này có khóm xả này, giềng xả. Chắc là trong lúc chờ đợi các chú với các ông đến là mình phải băm bổi cả nhà. Mình phải tự làm thôi. Đấy. Thịt, chân giò, cuống họng. Đấy, một tảng này nữa cả nhà. Rồi đánh vào cái tô đi. Tô hay là cái khay gì đấy cả nhà. Mình cứ thái cái này ra trước này. Mỗi thứ thái nóng quá. Thông ra cái này phải để nguội một tí thái cho mình. Cho ra cái mình thái luôn. Băm luôn. Món ăn gọi là buổi sáng gọi là quen thuộc cả nhà. Bình dân, quen thuộc.
sáng đến thì không biết là ở quê các bạn thế nào, nhưng ở quê Lê Toàn sáng đến là cứ đi ăn bát bún. Đấy, nó nhiều loại bún lắm, bún thịt cầy, là bún riêu cua, bún bò. Đấy, nó nhiều loại bún. Thế cứ sáng đến là cứ đi lại, mỗi người làm bát bún, hôm thì ăn bún, hôm thì mình quán ăn tiết canh, nó tùy theo cả nhà. Hôm nào thích ăn cái gì là mình ăn cái đấy thôi. Nhiều khi anh em không biết là cứ bảo là suốt ngày tiết canh nóng lợn. Chẳng qua là những cái clip mình đăng lên kênh ấy, mà mình đi ăn sáng thì mình chia sẻ cho đại đình xem thôi. Còn vẫn những ngày thường mình vẫn ăn bún đấy. Gì đấy? Nón á? Nó không biết là bà để đâu, tức vào trong kia có cái nón kia. Hoặc là chắc là bà mang đi rồi. Có con nón rách kia, có đội đội. Bà có một cái nón. Không có con nón đâu, chỉ có mỗi bà mới có thôi. Nó đổ đi buộc cho ông bà hay là của quần bà chắc đi rồi, đi từ sáng sớm rồi. Đấy cả nhà, bằm đã xong rồi đấy. Đấy, bây giờ đi pha chế nước này, lấy pha chế nước gừng, nước hành, nước hiếc này, băm vào thế là đánh rồi. Đấy, bây giờ cho bột ngọt vào nhà, cho bột ngọt để còn hãm nước. Hello, xin chào đại gia đình nhà mình nhá. Chào đại gia đình, buổi sáng quen thuộc. Đấy, Lê Quyền bắt đầu này múc bồi để triển khai. Thế rồi, cái toe đẹp hơn. Chia bồi ra là triển khai rồi. Bồi nó chia vào 2, 4, 5 tô cả nhà. 5 bát tô, 1 bát con. Bát tô này có đang nhiều quá, thoải mái. Bát con này đánh để phần bà. Thế thôi. Đấy. Đấy, bát trong thì nhiều bối này, bên ngoài này. Tiết thì thoải mái, một bọc, hai bọc rồi cả nhà. Hai bọc tiết này. Oánh thoải mái thì thôi. Đấy, ông đến rồi. Mày đánh cho mỗi ông một tô ăn cho nó hạ hỏa. Lâu các ông không có cái gì dự vơi cho nốt vẫn còn một tiết nó đầy, nó bọc nữa đây vào mỗi tô cho một môi, một môi nước này mới cả một môi tiết. Đấy. Là ăn nó no hết cỡ rồi. Thế rồi cứ đổ vào đây quấy đấy, cái này quấy vừa, quấy nhiều không tốt thì nó đông trên tay. Và ăn bờ ăn nhưng mà đủ nghe thôi, chứ mà nó đông chuẩn đấy, tiết này chuẩn đấy. Cho thêm tí nước sôi để đánh vào nốt bát con. Có bát nào cho thêm tí nước nữa không? Sẵn ít quá. Đấy, cho thêm tí thôi. Năm tô một bát con nữa nào. Tuyệt vời ông mặt trời cả nhà.
là xong. Vậy cái nước ít ủi nghe nhiều nước quá. Không, đấy thôi, cái đấy ít tiết. Cái này môi mà. Môi tí, môi. Môi nhiều đấy. Trần qua tí lòng rồi nhỉ, trần lòng rồi. Nó nóng rồi thái. Trần nóng non. Nóng già, nóng non. Đó. Cuống lòng. Cuống lòng già, cuống lòng non rồi nhỉ. Thơm quá. Này mới giòn nhỉ. Cổng này trắng phau. Khấu đuôi. Khấu đuôi đấy. Này ăn thì tuyệt vời cả nhà. Ăn này nó giòn lắm. Cuốn này ăn mới là chất lượng. Ăn nó giòn. Khác thì mình đang ăn ngọn rau muống thôi. Đấy, buổi sáng đã xong rồi cả nhà. Đây là có 2, 4, 5, 6 ông con. Đấy. Thưởng thức cái 5 tô tiết canh. Mấy một đĩa lòng nồng cổng. Hơi bị ngon đấy cả nhà. Đấy, hai ông Lê Quyền với chú Xuân, chú Nghĩa tổng hợp với Lê Toàn. Đấy, mấy ông con thưởng thức luôn. Buổi sáng cho nó hấp dẫn, chia sẻ cho đại đình xem. Nào 2, 3 du, buổi sáng. Mời hai ông chúc hai ông sức khỏe. Chào buổi sáng. Chúc đại đình xem buổi sáng thật nhiều sức khỏe nhá. Bình Xuân, Lê Quyền. 100% đi. À. Rồi. Nào. Nào dê, nào hai dê đâu. Hai ba dê. Quá tuyệt vời, nhưng buổi sáng dê vẫn hơi yếu hơi. Không, hơi yếu bởi vì ba đó biết nào vào bụng câu. Hơi yếu. Hơi vẫn chưa, hơi yếu. Mời ông ơi xử đi. Lòng ngon đấy. Cổng ngon. Cái hạt ớt. Đấy, ông xử đi. À, do tí nước mắm một lần rồi. Rồi, ông cứ xử đi cho đấy nhá. Ông ăn đi. Thuộc cánh hết nhà rồi. Để nó chốc vào nạn. Nào. Các bác lấy đi. Đấy, ông ngoáy này. Đều. Đấy, ngon đấy. Các bác mặt tỉnh đấy. Đi lại đi. Các ông đi lại đi. Ông đưa mồi đi cho nó ông hấp dẫn. Gọi là lừa mồi. Lừa. Cái miếng này nó miếng ở ngoài gì à? Ngoài gì à? Đấy, cái miếng cuống đấy mới là ngon đấy. Này là của ông quên. Ông thế nào đấy, chứ Quyền mắt tình đấy. Chắc là thái lòng rồi đi đánh dấu rồi sao ấy. Hai ông mắt rõ. Trời đúng cái cuống này. Mời đại gia đình nhà mình nha. Rồi. Quyền bác chân. Ôi giời, nó đưa nhẹ nhàng quá. Ăn ngọt như là ngọt đồng đồng. Thế này, cái cuống này đằng này là cái cuống dày này. Đấy. Tình mà có chú Quyền đánh dấu hết này. Chim kêu. Chim kêu vượn hót. Quệ. Rồi, xía đi, ông ơi. Xía mạnh lên đi. Mình còn bán mà. Chiều là chả bán. Miếng gan ăn cho nó alo. Hấp dẫn. Ông Thuần lấy đi rồi. Vâng. Lấy rồi cho nó nóng. Lấy rồi nóng mạnh. Ông ơi, lấy mạnh đi ông ơi. Ngon quá. Đấy, lâu đầu. Lâu đầu phải tiếp các ông bằng tô này. Thì các ông mới thoải mái được. Rồi à. Mới đỡ cái cơn khát. Các cơn đỡ háo. Đấy, miếng đấy của chú Xuân, miếng đấy ngon đấy, giòn, dày. Cái này dày. Hôm nay được cái cuống ngon. Cái dày là tốt. Hôm qua gọi điện sẵn trước rồi. Đặt thế nó ngon. Bảo đặt. Sáng đến giờ chỉ việc sách về thôi. Có, cháu nhà cháu nó lên. Lên chấm chấm. Nó chấm chấm.
kể cả thì đổ rác ngon rồi. Được, gọi bán sáng. Đây này, miếng này mới ngon này. Đấy này, cổng này các ông này. Đấy, các ông phải xơi cái miếng này mới là ngon, nó trắng như này. Đấy, mình phải làm miếng này gần cổng. Này, miếng này ngon đấy cả nhà. Này, xin mời đại đình nhá, nòng cổng ngon. Cầm máy là bất vả. Giòn nó ngọt, nó muống, ăn sần sật, thơm. À, thôi ăn nó cứ vậy như ra đi. Ông sơi miếng đấy là ngon đấy. Đây. Đấy. Với bác vả đi, bác vả đi đi. Bác vả bằng mồm nó rơi. Vả nhanh đi. Mọi người nha. Đấy. Ông mang tình lắm. Cái mỡ vặt. Ông xoáy cái miếng đấy được đấy. Cái giống nó có cái mỡ vặt nó béo. Cái mỡ vặt ăn nó ngon. Mà đổi hướng là giấu bên cạnh. Đổi hướng rồi, giấu chú Quyền Thái làm mà vẫn giấu không có kỹ. Không qua được mắt ông. Không qua được mắt ông tia từ xa rồi. Chứ cái Thái, cái ông để ý là cái đoạn này nó ở chỗ nào rồi. Ngồi góc độ 120. Trong ngồi trên nó hút thuốc nào uống nước nhưng mà mắt vẫn tia xuống. Bà ta biết mày để đấy rồi đấy. Đặt chỗ này rồi. Chạy đâu được. Đấy, cho Xuân nào cái miếng đấy. Cái công cổng, lồng cổng. Có tuyệt vời, giòn. Đấy, miếng đấy ngon. Ăn nó giòn. Con đá thường ăn thấy canh ngon lắm. Mà hôm thấy ông hay cống, hôm nay chắc vội. Hôm nay ông vội, hôm nay ông đi buộc lúa nên là hơi vội. Để cho nó lên như cái búp búp mới, cho nó búp mới. Nào, cạch đi. Nào. Lại chúc mừng buổi sáng Lolo Tika cho nó mát mẻ thằng người. Đây là tuyệt vời không? Muốn nhìn bình dân về Tiên Kim Bảng. À, ngon quá. Đúng cái Tiên Kim Bảng là bão không bao giờ có đến mức độ tàn phá. Bão nó chỉ có đi gọi là nướt qua. Nướt qua. Nướt qua, nó khác thì gió thổi kiểu như con bay tóc của các ông một tí. Lòng non, siêu hấp dẫn. Mời mọi người. Đấy. Này. Ê. Chú nghĩ là tìa được miếng lòng non này. Mình phải tìm miếng lòng non này, nó nằm chỗ nào, không biết chú Quyền, chú Thái, mà rõ ràng mình quay mình để ý rồi. Cái xanh như đẹp nhỉ. À đây. Tốt là trông được. Miếng này là nó cũng ngon này cả nhà này. Cua đấy là sức khỏe. Đấy, rõ ràng mình quay mình để ý cái này. Xuống hết cái đất cơ. Uốn cái đất rồi đấy. Trong vỏ mình này giòn giòn đấy. Rồi xin mời ra đây nhá. Ngon quá. Được rồi, ăn luôn. Ngon lắm. Trời, mà hai miếng này thôi này. Bác Thu ăn tí rồi đi làm này. Ngon quá. Ăn món khác. Ba cái ăn bánh cuốn chả. Bánh cuốn chả. Ngon lại là xúc xích vị các bác này. Cái ông món này nó lại dài như rượu cái chè. À, ông ầm nào què một ông. Ông ở chỗ đấy là cứ chỉ có gắp mé về đằng bên là bác Quyền rồi. Thôi này mé này nó tẹt là, tẹt nhỉ. Đấy biết là đằng đấy là hướng đấy là. Món bên đấy vãn là sao biết không? Cái hướng này nó tẹt. Nó nhiều cái bí ẩn lắm. Món này nó tẹt là có vấn đề này. Rồi hết rồi. À, ba lòng non này. Đấy, là miếng to đấy, miếng đấy là nó đầy mồm nhỉ. Nuốt thấm. To quá. Miếng to không được. Há to. Chú Xuân hái quá chứ. Hôm qua bác Nguyễn bác mời mọi người nhá. Há to. Nguyên đang cái gì? Chị ông Nguyễn. Tuyệt vời mặt trời. Mấy bà nằm giường nó quay rồi. Miếng này mới ngon. Miếng cổng này ăn nó giòn. Qua này rồi lại vợ để nghỉ ra. Đáo chắc quay không biết. Không biết. Không đang hỏi xem điện thoại nó để hàng nguyên chi bên dưới giòn quá, ăn giòn thật sự. Rồi ông để đưa dần đi không? Làm phát nữa. Xin mời cả nhà. Bắt ngăn đấy, giòn quá, nhồng đồng. Rồi đâu ông cứ đưa dần. Ông đến này chắc quên. Đến này chắc quên không Thái. Mặc phần vẫn còn ngái ngủ. Ngái ngủ.
này chắc bên kia không thái. Bên kia thái ngon quá. Rồi hôm qua hôm kia say à. Tổ toa nó chiều bão trồng bão. Không có lâu lâu lo này còn lừa già chỗ này. Lừa già quá ngon. Có hết rồi. Nào làm tí cho tỉnh ngủ buổi sáng. Nó thành buổi gọi là rửa nửa nửa chưa chưa đấy. Rồi tỉnh rồi. Uống vào nó cảm thấy nó tinh hấn người. To như này còn vỡ. Lại làm miếng lòng già đi. Lòng già đi, lòng già xong là. Lòng già là ba lòng non. Sơi sang lòng con non đấy. Mời đại gia đình nhà mình nha. Quá tuyệt vời lòng. Rồi ông ấy đưa mạnh đi ông ơi. Ông xỉa mạnh đi. Xỉa nhanh liên tục này. Xỉa nhanh. Rồi ông kiến đấy, ông tỉa suốt ngày. Hỏi nhanh quá phải bả rồi tính ông rồi nó dính vào lần nào phải bả rồi quay người cũng kịp quay không kịp đầu lòng quay không kịp ôi trời ơi đại gia đình nhà mình nha cũng quá đầu lòng này không ai nhìn thấy luôn à, học bằng nghĩa cái cặp đôi khó lắm học bằng cái dấu bên nọ bên kia cuối cùng nó vẫn ở bên này hết. Ui chứ thôi ngon đấy, các ông nhìn thấy ăn ngon miếng ngon các ông cười. Ăn mà, ấy. Ăn nhiên là thế. Ngon quá. Thôi, cho với ông cầu bát này đi. À, ông mới ông một tô. Mới ông một tô. Mới ông một tô. Không cất từ từ đã. À. Mọi người. Rồi, mọi người. Trong một đông giả nha. Đấy. Đấy. Ông cho nạc đấy là nạc rang 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 muối đấy ông cứ rắc vào cần phải vỏ vùng như thế này mà rồi ông ăn ông có bây giờ ông bóc vỏ đâu ông ăn kiểu ăn nó vội vàng quá không cần bóc vỏ không phải bóc vỏ kiểu như này không phải là vội mà tính ông thích ăn vỏ thì à đấy là theo cái sở trường sở thích của ông đấy không phải xoa xoa đâu không biết này đấy hạt tiêu có đấy vừa nãy mang ra rồi đấy ông vâng rồi ớt này thầy ông không ăn hạt tiêu à có ớt đã ớt đây thay lời muốn nói hiểu thay lời muốn nói không phải ông đang háo ông bê cả gì lên không đấy ông bê lên trụ nó bị rắn quá phải dùng trụ này ông đang háo rồi cứ để cho ông làm miếng đã cho nó mát ruột đã cái người này thái là chỉ luôn đấy. Về hai ông khoanh đều đấy khoanh đều nó còn gà nó khác cắt lớp người thưa như bánh đúc nghe bánh đúc hai ông khoanh đều hạt gì đó há to há to nhà luôn há to ẩm dính luôn cả quất quá không được đấy cứ thoải mái tô này các ông cứ sơi thoải mái rắc mạnh ông sống không ông rắc tiêu chơi bằng bàn tay nỗ cứ cứ chịu thơm tô tiết canh thế nào chúc mừng tô tiết canh xin mời bác Xuân đầu làm hai ông tôi anh em thưởng thức đấy. Mạnh mẽ lên nó khỏe mà làm khỏe khi thế đấy vợ nó làm tao thàn cô các chú phá đấy tôi thỉnh thoảng mời hai ông họ U 75 sang ăn tiết canh được là nghe là cũng quý hóa đấy cũng hơi hiếm đấy quý hiếm ngay mà sang ăn tiết canh các cháu là hơi hiếm quyền chơi cái loại lạc này mới là ngon này này Lê Quyền chơi cái lạc cháu sang bế sang đấy được bế ra tốt cái này rắc nó khác gì như rắc vừng đâu mà đấy sâu tấm vừa thế rồi vừa nó không có nó lồng khổng nó không ngon không phải cầu về thì đấy bố bà nằm hôm trưa xé gà trong rượu ông mất thế thôi chứ đấy, ông cứ xiến liên tục đi đấy phải rắc hai ông xiến liên tục đi còn đang có một tô nữa chờ hai ông tám giờ kém rồi vẫn cái gì cả ông bác ở bên bên phòng nhân sự khác đấy ông bổ đi ông bê luôn cả tô đi ông giữ này ý là ấn bổ, này ấy, ý là thế xong rồi nó rứt rứt cái mạch ông bên lên đấy, hiểu không nó thành cái cục đấy, thạch rắn quá mà đông thì hơn thạch này ui giời rồi này chuyển sang cho ông thưởng thức mỗi ông một phát này không có tí nước là luôn rượu là như cục thạch rau câu cuốn chiếu gọi là dần dần đấy ông đưa lên hứng hứng mà ôi rồi gọn gọn ghẻ ghê thôi được rồi cứ việc làm được đấy mỗi người mỗi việc
Cảm ơn nhỉ, nước dốc cặp nhận. Nước dốc mà, Lê Quyền đang tỉa rau. Đang tỉa rau với cả tỉa ớt với tỉa lạc cho nó gọi là nó đều bát. Đang phải tỉa cho tí quất vào nữa. Đây quất đây, có tỉa. Cho rồi à? Cho rồi đẹp. Ở kia không gì à? Con nào tỉa đi. Có đến mà căng nghĩa. Đúng rồi mà chưa ăn. Thôi bây giờ tỉa chứ còn rắc này từ nãy rồi. Đấy. Không hết hai nha mày mình bác. Cái phần này không bóc biển bác xem bác hay mắng lắm. Cạch màu. Thôi kệ bác mắng được, mình là em. Mình chịu. Không nên phải anh cứ mắng em chịu cái gì. Khật một bác phát này. Cái miếng vừa vừa thôi cho nó dễ, cho nó vừa. Không, cá mổ bắt to đấy không? Không. Kéo lắm ngày hôm miếng vừa vừa thôi. Cái này khác thì bằng một cái bát con. Rắn nó không bướng được. Há to cái này, há to hết cỡ. Há to hết cỡ. Mồm há gọn nhỉ. Cái miếng là như cái bát con mà vẫn lùa được giỏi thôi. Rồng đất. Muốn tăng rồi đấy. Gọi là rồng hút đất. Đấy. Không, con rồng gì đấy. Tuyệt vời. Đí mà xem thật bao nhiêu clip một phát là hết một bát con thế là nó vừa nó còn gọn nó giống nhau hết miếng này to đấy để ông đấy, khó lắm ông bắt trước cái nào các ông chỉ đưa bé bé rồi hé hé thôi giờ bị rơi một tí nào mép ra ngoài đấy các ông há nó không được to làm to đấy no rồi tối các ông chỉ hé hé cái mồm không ơi lòng đi ủ chỗ không ông cứ xỉa cho nó mát dần đi xỉa dần cho nó mát như thế ông cứ xỉa dần cho nó mát đi ăn cho nó hạ hỏa đi ăn miếng bé ông cứ nói mà cái bộ môn và cái canh là tất cả thua hết bắt rồi hết thì gà biến thua rồi gì cái bộ môn này nó là bộ môn gọi là truyền thống gọi là kỹ thuật thua hết rồi để ý rồi nhiều chiến sĩ thua hết cứ gì mồm nó to, nắp thì nó gọn. Mời mọi người nhá. Mình cứ mời tự nhiên rồi. Biết nùa, biết nùa bác phân nó phải. Biết nùa. Mà nó trôi đúng kiểu. Thôi ông này nùa dần đi thôi. Không khác ông dẫn đầu. Hai ông mỗi ông một xìa cứ thế là. Đấy rồi, từ từ. Ông ngắm ghế để bóp các loại gia vị vào cho hợp lý. Mỗi ông một xìa cứ là cái thế là xỉa đó, cái đấy kiểu như là cầm cái xà beng ấy. Từ từ. Nhấp nhát rồi ông mà cứ lục rối cho ông nghẹn. Nghe nó mới là đưa mặt sơ nào ông này khía đi chỗ quyền này hai tăng nữa là hết hai tăng là hết ông đến đâu nếu mà hẳn ho nữa là tăng rưỡi rồi nha tôi tăng rưỡi nào ông với ông phải há to vào ông há được ông các cơ gần nó co hết rồi sao há? Ông phải há thật to nào há to là 1 2 3 âm ông há to ghê nhỉ há to đấy vẫn thừa chỗ quyền cơ mồm nó bị gì cơ mồm của co. Ông nó co lại co nó co lại xuân lụa xuân lùa trùng mất tiếng lại ngắn nghe trùng mất tiếng lại ngắn nghe ông sẵn nghe gọn ghê nhỉ giờ đã bước cái chân nó chưa tình sọc sạc rồi chứ lùa đến là nghe nó nuột lại nuột hơn cả ông đấy. Ông lùa xòe lắm tao bảo cứ lại sang đây quyền hai miếng mà hai miếng rồi nhớ lại ra đây nhờ mình nha hai miếng vẫn còn dính cả ở dưới không cứ phải hai ông người thấy gọn gọn thế cơ mà cơ mồm nó co rồi Lê Quyền Lê Quyền nốt vào này là hết thì cần gì nữa nốt đi còn dương vãi nốt đi còn gì nữa nốt đi ăn nồng nốt đi xong ăn nồng nhấn nhâm nhi cho nó ngon ông cái này giải quyết nhỉ nào đây nó đông cái đông đặc ý là ông vào phải há to hai ông ăn chậm quá ăn nhanh nên quyền ăn rồi này xỉa đang u 75 mà đang u 45 nó cá nhanh không là nó nghẹn nó khổ mà nên quyền để xỉa mất của ông bây giờ rồi ông xỉa đi u dồi ôi bây giờ mới ra được lắm ông phát này to đấy to đấy phát này to là nó dối đấy này phát này to rồi nó hơi nông cồng lấy hơi đã lấy hơi há to há to to ra đấy khớp rồi ở đấy đâu xỉa phát cho nó mát được. Mát ruột nào buổi sáng là cho nó khí thế uống được bao nhiêu uống cho nó khỏe đấy. Đấy, tinh thần trong cuộc sống lao động thôi à
ngon quá. Má tiết cũng ngon. Ai, à, ngọt thật đấy. Uống sáng này cảm giác nó ngọt. Rượu sáng chè chưa? Nó đưa vào nó từ từ nó ngọt. Đấy, mình rắc vào. Rắc cái này vào ăn nó mới ngon này. Ăn nó đậm đậm, nó cảm giác là cái nạc này nó ngon này. Ui giời. Ông ấy đang gọi là ông đang gọi là toàn hồ hết rồi đấy. Bóp chanh. Bóp lên toàn hạt. Đấy đấy. À để ý ông ăn muốn được về để bắt sau. Đây bắt đầu ở đây là mấy quả đây thế này ông. Ý là còn cây gì. Sợ xa chợ. Ý là thế. Ok các ông ăn hả? Rồi. Phải ông này xỉa tiếp đi. Chú toàn chú dòng cái này đẹp. Đấy, ông xỉa mạnh. Ông bây giờ ông hất hạt ra, bắt mũi con sửa sát tí không cảm thôi. Rồi, ông xỉa mạnh rồi. Ui. Mà thông cảm các bạn. Rồi, ông nó bé bé không dám ho đâu. Há to. Căng quá rách cái mép. Sướng nhỉ. Ông ăn thế mới sướng ấy. Ông chơi một tô đấy ăn mới khỏe. Còn khổ. Mà. Là hiếm có đấy. Sử luôn. Tự sử. Tự sử đâu. Đấy. Tưới chanh vào này. Tưới gọi là quất. À, tiêu hà tiêu tiêu. Đây có tiêu. Dần tháo một cái để còn xúc. Đấy. Ăn đến đâu là rắc lên đấy rồi cho nó thơm. Thằng nào rắc ra một thế rắc hết bát luôn. Ý là rắc lên đấy rồi nó không hết được nó phí. Phí hà tiêu để còn để hôm sau ăn như thế. Rồi rồi há to cái này. Ẩm đã xúc lên đâu mà ẩm. Cứ nói trước đi. Thì thế đã. Cái này là to đấy cả nhà. Cố gắng làm cái được bát này là nó đùa cho nó luột cả nhà, từ từ vào. Mỗi ông một bát này rồi. Không rồi. Không xin mời đại đình nhá. Đùa ẩm. Các ông phải lo bát. Ngon. Đây, hai miếng mới được à? Đó, hai miếng nước ông cứ ăn được miếng xúc vừa, vừa bắt là vừa được. Miếng thôi làm sao phải bắt chưa được ai? Cỡ rồi nó chuyện gì? Bác. À. Không nghe bác cứ xúc vừa trời về tôi kể cả hai ba miếng được. Tất cả miếng ớt đấy được. Đấy. Ông cho cái hạt ra là đỡ. Thôi. Vâng. Ông sợ ho. Ăn cái đấy. Ngon. Xin mời nhá. Ông lùa đi. Hai máy. Ông phải hai nấc mới hết được chỗ này. Hai nấc nữa. Hai máy đi vào một. Hai nấc. Ông ơi, ăn đi. Cạp nữa. Ông hết cho để. Miếng này mới ngon. Rồi mình cứ lùa dần dần là hết rồi cả nhà. Em mời đại đình nhá. Không phải sức rộng rồi, làm nó nặng nữa. Không tiêu hao. Trước còn nằm. Nằm nặng ăn. Đấy, tôi nghĩ bắt đầu lại lùa. Cái tiếng xìa kêu êm thôi. Mời mọi người nha. Rồi, mời mọi người lùa đi, lùa nhanh. Lùa nhanh. Trợn mắt lên, nó phải mấy chế được, nó mới ăn. Đấy. Chỗ nhiều nhạc nhất thì bớt lại. Nhiều nhạc nhất thì bớt lại đây này. Đấy, này ăn nó mới là đã mát bùi, cay, đắng. Đúng rồi, lùa đi. Lùa. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Còn đấy. Buổi sáng này toàn làm cái mâm tiết canh là 5 tô đấy. Mấy ông con là sơi hết rồi còn có nốt chỗ kia thì toàn sơi nốt. Ôi thôi hết rồi còn ông rơi làm cái gì. Mọi người cho một like và đăng ký để đón nhận video mới nhất. Để ủng hộ cho Lê Toàn nha. Lê Toàn xin chào đại đình, hẹn cả nhà thằng cái clip tiếp theo. Rồi. Hello mọi người. Rồi, thank you mọi người rất nhiều. Buổi sáng an lành, chúc mọi người sức khỏe.